có nhận cầm giúp một chiếc điện thoại mới tinh, còn nguyên hộp về nước cho người quen. Nhưng anh này không hề biết, trong chiếc hộp đó có một thứ khí anh phải trả giá. Hãy xem hết video này để thấy những đồ vật có thể chứa đựng những thứ mà bạn không hề biết, nhằm rút ra kinh nghiệm cho bản thân mình khi du lịch bạn nhé. Điện thoại chính hãng là món hàng mà nhiều người hay nhờ gửi về Việt Nam. Cho dù có thân thiết đến đâu, bạn cũng không nên chỉ giúp. Nếu có nhận thì bạn phải yêu cầu người gửi cho phép bạn kiểm tra toàn bộ chiếc điện thoại đó. Hãy từ chối nhận nếu họ đặt nó trong hộp còn dán kính. Kể cả hộp còn nguyên siêu, nguyên kiện. Tương tự như điện thoại, bạn cũng không nên nhận mang giúp máy tính tay còn nguyên hộp. Hãy yêu cầu người giao bật máy lên xem nó có hoạt động hay không, và hãy tháo pin hoặc ốp lưng ra để kiểm tra một lần nữa. Tuyệt đối không nhận laptop đã hư, không bật được màn hình. Tại sân bay, không nên cầm trùm bất kỳ đồ vật nào từ người lạ, kể cả chai nước suối. Nhìn chai nước thì có vẻ vô hại, nhưng ẩn giấu bên trong là những thứ bạn không bao giờ ngờ đến. Xem đi này, nếu thấy chai nước suối rơi trên sàn thì cũng đừng có nhặt lên, cho dù bạn có ý muốn bỏ nó vào thùng rác, hãy cứ để nhân viên vệ sinh của sân bay thu dọn. Các loại đồ vật mỏng nhẹ như đĩa CD hay sách báo, tưởng chừng như rất khó cất giấu, nhưng đó lại là nơi kẻ gian chứa hàng cấm một cách tinh vi. Hãy luôn cảnh giác những vật này. Đồ ăn, thực phẩm được đóng gói trong bao bì có tem nhãn công ty đàng hoàng, khiến bạn cứ nghĩ là đủ an toàn. Nhưng đó cũng là nơi kẻ gian thích giấu hàng cấm. Bất ngờ lắm phải không? Đồ chơi trẻ em thường được coi là những thứ ngây thơ, nên cũng hay được gửi mang về. Nhưng hãy cẩn thận, vì chúng có thể ngây thơ nhưng có vô số tội bạn nhé. Cuối cùng, khi thấy ai đó để quên hành lý hay bất kỳ thứ gì tại sân bay, đừng để lòng tốt của bạn bị lợi dụng, rồi biến mình trở thành nạn nhân của một chuyện rắc rối kinh khủng. Đừng đến gần, đừng chạm vào đồ vật đó, hãy để nhân viên và nhà chức trách sân bay làm việc với chúng. Hãy chia sẻ thông tin này với người thân và bạn bè của bạn. Một lần nữa, tôi thấy...